Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast lùi kế hoạch mở nhà máy ở Mỹ đến năm 2028. Ngày 13 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin VinFast của Việt Nam hoãn mở nhà máy ô tô điện ở Mỹ giữa lúc thị trường giảm tốc. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo đó, nhà sản xuất xe hơi điện Việt Nam VinFast giờ đây hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, Mỹ cho đến năm 2028. Và đưa ra dự báo mới là con số xe giao trong năm nay sẽ giảm 20.000 chiếc trong bối cảnh thị trường ô tô điện EV toàn cầu có nhiều điều bất định. VOA cho biết VinFast do người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng lập ra năm 2017 và chuyển sang sản xuất EV hoàn toàn vào năm 2022, nói rằng họ sẽ giao 80.000 xe trong năm nay, giảm so với kế hoạch ban đầu là 100.000 chiếc. Doanh số bán của nhà sản xuất EV Việt Nam đạt mức khoảng 12.000 xe trong quý 2, tăng 24% so với 3 tháng trước đó. Tổng cộng VinFast đã bán được 21.747 chiếc trong nửa đầu năm 2024, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ bằng 1/4 của mức dự báo mới cho cả năm. VOA dẫn một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy, 13 tháng 7, trong đó VinFast nói, tuy kết quả kinh doanh của quý 2 rất đáng khích lệ, song những khó khăn kinh tế đang diễn ra và những điều bất định ở các nền kinh tế vĩ mô khác nhau, cũng như bối cảnh EV toàn cầu, đòi hỏi phải có cái nhìn về phía trước thận trọng hơn trong thời gian còn lại của năm. Hàng ngàn xe VinFast nằm bãi tại California vì không thể bán được. Theo VOA, hãng EV này vẫn kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay, với động lực là giải sản phẩm đa dạng và việc hãng mở rộng ở các khu vực trọng điểm, bao gồm các thị trường mới ở châu Á và các thị trường hiện có. Trong tuyên bố của mình, VinFast nói họ sẽ trì hoãn kế hoạch mở cửa nhà máy ở North Carolina đến năm 2028, lùi lại từ kế hoạch hiện nay là năm 2025. Từ hồi tháng 5, một hãng tin quốc tế đã đưa tin về khả năng VinFast phải hoãn kế hoạch, dẫn thông tin từ một người được báo cáo tóm tắt về vấn đề này, VOA cho hay. Vẫn theo VOA, VinFast tuyên bố hồi năm 2022 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và pin ở Mỹ với công suất hàng năm là 150.000 xe nhằm tận dụng nỗ lực của chính quyền Biden phê duyệt các khoản trợ cấp cho EV sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, nhu cầu về EV đã chững lại trong bối cảnh phí vay cao và vì người mua chuyển sang sử dụng xe hybrid, lai, xăng và điện có giá rẻ hơn, buộc nhiều nhà sản xuất ô tô phải đánh giá lại kế hoạch xây dựng các nhà máy và các mẫu xe mới của họ. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người vẫn luôn thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của VinFast, bất chấp thực tế khó khăn. VOA tiếp tục dẫn tuyên bố của VinFast nói, quyết định này sẽ cho phép công ty tối ưu hóa việc phân bổ vốn vào quản lý chi tiêu ngắn hạn hiệu quả hơn, tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và củng cố các hoạt động hiện có. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi chiến lược tăng trưởng cơ bản cũng như các mục tiêu hoạt động chính của VinFast, vẫn theo lời của hãng. VOA cho biết thêm, VinFast vẫn chưa hề có lãi và đã lỗ ròng 618 triệu đô la trong quý 1 năm 2024. Doanh thu trong quý này tăng gần gấp 3 lần so với cách đây 1 năm, nhưng lại giảm 31% so với 3 tháng ngày trước đó. Hãng dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh trong quý 2 vào ngày 15 tháng 8. Hơn nữa, theo báo cáo tài chính của hãng VinFast đang phải đối mặt với dư nợ tăng cao, cả nợ ngắn hạn và dài hạn. Tổng dư nợ của hãng tính đến cuối quý 1 năm 2024 là 3,1 tỷ USD, trong đó nợ ngắn hạn là 2 tỷ USD và nợ dài hạn là 1 tỷ USD. Cơ cấu nợ ngắn hạn quá lớn chiếm đến 2/3 cũng cho thấy mức độ bất ổn trong vấn đề tài chính của VinFast. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VinFast lùi kế hoạch mở nhà máy ở Mỹ đến năm 2028. 22 tổ chức gốc Việt và quốc tế kêu gọi Mỹ không đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kinh tế phi thị trường. Ngày 12 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin, hơn 20 tổ chức kêu gọi Mỹ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Theo đó, hơn 20 tổ chức gốc Việt và quốc tế gồm nhiều hội đoàn vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ để thúc giục chính quyền Hoa Kỳ từ chối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam vào lúc này.
VOA cho biết đây không những là tiếng nói phản đối mới nhất được đưa ra, theo sau những lời kêu gọi trước đây của hàng chục nhà lập pháp Mỹ, cũng như các tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm phản đối việc Bộ Thương mại Mỹ xem xét yêu cầu của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường theo định danh của Hoa Kỳ. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn bức thư chung gửi Tổng thống Biden đề ngày 9 tháng 7, các tổ chức này cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể về quyền lao động, xóa bỏ tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền và cải thiện nhân quyền trước khi được xem xét cấp quy chế. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối lo ngại sâu sắc liên quan đến việc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Đại diện của 22 tổ chức Việt Nam, một tổ chức của người Khmer cùng một tổ chức của người Philippines viết trong lá thư. Theo VOA, các tổ chức, trong đó có Việt Tân, Hội Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, nhắc đến những lời kêu gọi trước đây của 25 dân biểu và 8 thượng nghị sĩ Mỹ, cũng như Ủy ban Thép tại Hạ viện Hoa Kỳ, gửi tới bà Raimondo để bác bỏ yêu cầu của Việt Nam. Các tổ chức này trích dẫn các lá thư của các nhà lập pháp Mỹ về 6 yếu tố pháp lý theo đạo luật thuế quan mà Bộ Thương mại Mỹ phải xem xét khi đánh giá yêu cầu của Việt Nam và cho rằng thực tế là Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào để được xếp vào nền kinh tế thị trường. Chúng tôi là các hội đoàn đấu tranh trong cộng đồng quan tâm đến các vấn đề về quyền tự do, thương lượng, các điều kiện lao động, tình trạng pháp quyền yếu kém, tham nhũng tràn lan và nhân quyền. Lá thư viết, hình ảnh công nhân Việt Nam. Vẫn theo VOA, Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong hơn 20 năm qua và Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 9 đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Trong số những người ủng hộ việc nâng cấp cho Việt Nam, VOA kể ra cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Oises, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ Asian và nghị viên Châu Đỗ Vinh của thành phố Garden Grove ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất sinh sống ở Mỹ. Vị nghị viên này đã gửi thư cho Tổng thống Biden hôm 11 tháng 7 để yêu cầu Tòa Bạch Ốc và các bộ trong nội các, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, chuyển đổi Việt Nam khỏi nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam đang đi dây với chính sách ngoại giao cây tre, nhưng đồng thời mong muốn trở thành đối tác mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Đây là xu hướng đáng được Hoa Kỳ khuyến khích và ủng hộ với việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, ông Đỗ Vinh viết. VOA cũng cho biết một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ hôm 3 tháng 7 nói rằng họ sẽ xem xét tất cả các ý kiến được gửi đến trong quá trình rà soát để đánh giá xem có cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không. Nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam sẽ được giảm thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin 22 tổ chức gốc Việt và quốc tế kêu gọi Mỹ không đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kinh tế phi thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d